Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều mùng 4 Tết Nhâm Dần. Chúng tôi rất mong tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an để đón một năm mới với những điều tốt đẹp nhất. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Nhiều chợ truyền thống đã mở bán lại, người dân không lo thiếu thực phẩm tươi sống. Du khách tăng đột biến, Đà Lạt quá tải cả người lẫn phương tiện giao thông. Rực rỡ lễ hội hoa lan tại vườn thực vật Hoàng Gia Kiều ở London, Anh. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên HTV trong sáng nay, mùng 4 Tết Nhâm Dần. Dù người mua vẫn chưa đông, nhưng chị Mộng Thường, tiểu thương chợ Bà Chiểu vẫn dọn hàng để bán từ mùng 2 Tết. Từ mùng 2 Tết đến mùng 8 Tết người ta thường khai trương lại những các công ty lại nên là tôi phải bán để phục vụ cho bà con. Số lượng gia tăng hơn chút xíu. Cũng hy vọng là năm mới này sẽ là một năm nhiều thắng lợi hơn. Tại chợ Tân Định, quận 1 tuy mới chỉ có một số quầy sạp hoạt động lại nhưng đã đông đúc người đến mua sắm. Nói chung đầu năm đi chợ thì cứ ai tới là mua thôi chứ không có ai trả giá, ai nói đắt nói rẻ thì cả tự người ta mua ít đấy mà. Chợ nó không bằng 10 năm. 10 năm thì bán ào ào. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cũng đã hoạt động từ tối mùng 1 Tết. Đến nay có khoảng 50-60% quầy sạp bán trở lại. Bắt đầu từ mùng 6 Tết, 100% các chợ đầu mối và chợ truyền thống sẽ hoạt động trở lại với công suất như trước Tết. Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của người dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định kéo dài thời gian tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Thay vì đóng cửa vào tối mùng 4 Tết như kế hoạch, năm nay đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đón khách thêm 2 ngày đến mùng 6 Tết âm lịch. Để duy trì diện mạo tươi tắn cho đường hoa thêm 2 ngày nữa, ban tổ chức đã cho thay thế một số hoa kiển. Các bộ phận kỹ thuật, hậu cần, bảo vệ, công nhân tiếp tục nhiệm vụ để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ người dân. Từ khi khai mạc vào tối 27 Tết đến nay, lượng khách tham quan đường hoa vượt 30% so với năm ngoái. Ban tổ chức có lúc phải ngưng hoạt động đường hoa để giảm bớt khách bên trong để phòng dịch. Khi tham quan đường hoa, kể cả khi chụp ảnh, khách được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Năm nay là lần thứ 19 đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức. Theo chỉ đạo của Chính phủ về việc mua tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế đang chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 trình Chính phủ xem xét ban hành trong tháng 2. Theo đó, Bộ Y tế triển khai khẩn trương việc mua và tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đồng thời, tiếp tục cập nhật sửa đổi và bổ sung hoàn thiện các quy trình, phát đồ theo dõi y tế, chăm sóc điều trị tại nhà đối với các trường hợp nhiễm COVID-19, các ca bệnh nhẹ và trường hợp tiếp xúc gần. Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát sao, chủ động nắm chắc dự báo diễn biến của dịch, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động bất ngờ trong ứng phó với biến thể Omicron và các biến thể khác, chịu trách nhiệm, cung ứng đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều điểm du lịch trên cả nước đã bắt đầu đông khách trở lại, có nơi thậm chí còn rơi vào tình trạng quá tải. Đây có thể coi là một tín hiệu vui trong những ngày đầu năm mới với ngành du lịch sau một thời gian dài đóng băng vì dịch COVID-19. Ghi nhận tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước, các phòng nghỉ, khách sạn hầu như đã được khách đặt kín phòng. Hình ảnh những điểm du lịch đông người trở lại, những bãi biển kín người là tín hiệu khởi sắc cho du lịch nội địa. Để phòng tránh dịch bệnh khi đi du lịch, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và khách du lịch cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19. Trong năm 2022, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng. Sau một năm mưu sinh xa nhà, ai cũng mong được về quê đoàn viên cùng gia đình ngày Tết. Nhưng vì dịch bệnh và kinh tế khó khăn, năm nay nhiều lao động chấp nhận đón Tết xa nhà. Tuy nhiên không vì thế mà Tết với những người công nhân xa quê bớt đi phần ý nghĩa. Tết năm nay, vườn rau của ông Quang được san sẻ cho những công nhân ở lại dãy trọ của ông. Của ít lòng nhiều, không khí ba ngày Tết vẫn ấm áp, đậm nghĩa tình. Ở đây bên nhà chú thì có trồng rau sạch trồng đầu đó. Anh chị em thấy vô rồi sinh hoạt. Là nhà trọ,
chung vui xuân với bác chủ nhà trọ, bác Sáu chủ nhà trọ ạ. Mùng 1 tới giờ đó, em thì cũng đi chúc Tết bà con xung quanh ở đây, bà con quen thuộc ở đây. Gần 800 công nhân, người lao động tại huyện Nhà Bè không về quê đón Tết năm nay. Huyện đã phối hợp chăm lo hơn 1.700 phần quà với tổng trị giá 950 triệu đồng. Vừa tặng quà cho công nhân lao động ở lại, rồi cũng chia sẻ, nói chung là cùng dùng bữa cơm với công nhân lao động, lì xì cái lọc cho con của công nhân lao động. Những lời động viên, những món quà nhỏ như thế này chính là sự sẻ chia cần thiết với bà con xa quê, giúp người lao động an tâm, cảm thấy ấm áp, gắn bó với quê hương thứ hai của mình. Đầu xuân đi lễ chùa, vãng cảnh chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đặc biệt, nhiều ngôi chùa có tuổi hàng trăm năm gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của một vùng đất, một địa phương. Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, mời quý vị ghé thăm một số ngôi cổ tự gắn liền với sự phát triển của vùng đất Sài Gòn, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều thế kỷ qua. Tọa lạc trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, chùa Giác Lâm được xây dựng vào năm 1744, thuộc loại cổ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chùa còn có tên gọi khác là Cẩm Sơn hay Cẩm Đệm. Ngoài kiến trúc ấn tượng, chùa Giác Lâm còn nổi bật với bộ 113 pho tượng cổ, hầu hết bằng gỗ. Đi đến đây thì cái không khí rất là ấm áp, với lại là mang cái tính là văn hóa của Việt Nam. Tôi rất thích cái chùa này, rất là yên tịnh và là thật là oai nghiêm. Có tuổi đời gần 120 năm, chùa Ngọc Hoàng tọa lạc trên đường Mai Thị Lựu, quận 1. Bên cạnh yếu tố tâm linh, chùa còn sở hữu vẻ đẹp kiến trúc Trung Hoa mỹ lệ cổ kính. Nói chung là em cũng cầu duyên và cầu nguyện những cái điều tốt đẹp cho mình với lại gia đình của mình. Không chỉ là các công trình tôn giáo, các ngôi chùa còn là chứng nhân cho quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn Gia Định nhiều thế kỷ qua. Trong bản tin quốc tế hôm nay, thời tiết lạnh giá đổ bộ vào bờ đông nước Mỹ, hơn 4.300 chuyến bay bị hủy bỏ. Bánh ngọt mang hình khay test COVID-19, một cách mang đến sự vui vẻ trong mùa dịch. Trong khi Hàn Quốc vẫn cẩn trọng trước biến thể Omicron, thì một số nước châu Âu lại đang dần nới lỏng các biện pháp để hướng tới cuộc sống chung an toàn với đại dịch COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn 2 tuần các biện pháp giãn cách xã hội để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Bước đi này nhằm làm chậm đà lây lan của biến thể Omicron, vốn khiến số ca mắc mới liên tục lập mốc kỷ lục. Hiện chưa thể đánh giá chính xác tác động của dịch bệnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Hàn Quốc. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc lần đầu tiên đã vượt mốc 27.000 ca. Còn tại Italia, chính phủ nước này hôm qua quyết định nới lỏng một số hạn chế phòng dịch COVID-19, bao gồm việc mở cửa trường học. Theo đó, Italia sẽ chấm dứt việc học trực tuyến với học sinh tiểu học và trung học, bất kể số học sinh bị mắc COVID-19 trong lớp. Tại các trường mẫu giáo, các lớp học chuyển sang học trực tuyến khi có trên 5 học sinh bị mắc COVID-19. Hiệu lực của thẻ xanh được cấp cho những người đã tiêm liều tăng cường, đủ liều hoặc những người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 sẽ không giới hạn thời gian. Trong khi đó, Nga không có kế hoạch áp dụng các hạn chế phòng chống COVID-19 mới. Tuyên bố được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra vào hôm nay. Hiện giới chức Nga đang thảo luận các đề xuất bãi bỏ hạn chế với những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID-19. Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận thêm 156.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ trước tới nay. Thời tiết mùa đông lạnh giá đổ bộ vào khu vực bờ đông của Mỹ đã khiến hàng ngàn chuyến bay tại quốc gia này bị hủy bỏ trong ngày 3 tháng 2. Theo thống kê của trang FlightAware, có tới hơn 4.300 chuyến bay đi trong hoặc đến Mỹ đã bị hủy, trong đó có 600 chuyến bay ở bang Texas và 250 chuyến bay ở Chicago, bang Illinois. Khoảng 108 triệu người Mỹ trên toàn quốc đã được cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt trong ngày 3 tháng 2, trong khi gần 6 triệu người đang trong tình trạng cảnh báo bão băng. Dự báo thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến phần lớn miền Trung và Đông Bắc nước Mỹ cho đến đêm ngày 4 tháng 2, tức sáng mai theo giờ Việt Nam. Hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Bali của Indonesia, Bali, từ hôm nay 4 tháng 2 mở cửa đón du khách từ tất cả các quốc gia thay vì chỉ 19 quốc gia như trước. Hôm qua, Bali cũng đã đón chuyến bay thẳng đầu tiên chở khách du lịch quốc tế sau 2 năm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chuyến bay JA881 của hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia xuất phát từ sân bay Narita, Nhật Bản đã hạ cánh xuống Bali với 12 hành khách. Du khách được kiểm tra y tế trước khi di chuyển về khách sạn cách ly.
Từ giữa tháng 10 năm ngoái, một sân bay khác của Bali đã bắt đầu nối lại dịch vụ bay quốc tế, nhưng suốt gần 4 tháng qua không đón được chuyến bay quốc tế trực tiếp nào. Việc tái khởi động các chuyến bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch đang bị kiệt quệ của Bali, vốn chiếm tới 54% GDP của hòn đảo này. Lễ hội Hoa Lan thường niên tại Vườn Thực vật Hoàng gia Kew ở London, Anh sẽ khai mạc vào ngày mai 5 tháng 2. Các nhà làm vườn đang hối hả thực hiện những công đoạn chuẩn bị sau cùng để hoàn thiện hơn 5.000 tác phẩm trưng bày, mang đến cho công chúng một khung cảnh đẹp như thiên đường. Chủ đề của sự kiện năm nay được lấy cảm hứng từ sự đa dạng sinh thái của Costa Rica, nơi có hơn 1.600 giống hoa lan. Mẫu trưng bày nổi bật nhất sẽ là tác phẩm thể hiện bình minh Costa Rica và cả ngàn cành hoa được cắm xen kẽ, tạo nên một khối rực rỡ, hút mắt. Ta sẽ thấy háo hức khi có một vài màu sắc, một cái gì đó thú vị cho mùa xuân. Và lễ hội Hoa Lan cùng chính sự bùng nổ màu sắc này sẽ tạo nên sự khác biệt. Năm nay là lần thứ 26 sự kiện được tổ chức. Sau một năm bị hủy bỏ vì dịch bệnh, năm nay, các nhà làm vườn đã phải chạy nước rút trong 4 tuần để kịp cắm hoa và sắp xếp các tác phẩm. Bên cạnh việc giúp công chúng có cơ hội thưởng lãm những giống hoa đẹp, sự kiện còn truyền tải thông điệp bảo vệ loài hoa lan. Lễ hội dự kiến kéo dài đến hết ngày 6 tháng 3. Trong khi đó, triển lãm mùa xuân cũng vừa được khai mạc tại bảo tàng Liljevalchs ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Công chúng yêu nghệ thuật rất háo hức vì năm ngoái sự kiện thường niên này đã bị hủy do dịch bệnh. Hơn 200 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày đại diện cho cái nhìn của các nghệ sĩ về thế giới trong thời đại dịch. Tác phẩm này nói về hành trình 2 năm qua của chúng ta thông qua những màn hình, những cuộc hội thoại video, những cuộc họp qua Internet. Nhiều tác phẩm thể hiện ảnh hưởng khốc liệt của đại dịch lên nền kinh tế. Ví dụ như những chiếc đèn neon này vốn được một nghệ sĩ mua lại từ một dãy cửa tiệm phải đóng cửa do không thể chống chọi qua thời gian giãn cách. Nhưng cũng có những tác phẩm thể hiện niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Trong giai đoạn hiện nay, khi xét nghiệm, người ta chỉ muốn nhận kết quả âm tính negative, chứ chẳng ai muốn dương tính positive. Nhưng một công ty bánh ngọt ở Đức đã biến sự lo lắng này trở thành một trò đùa vui vẻ khi làm ra loại bánh có tạo hình khay test COVID in dòng chữ Stay Positive với ý nghĩa hãy lạc quan lên. Ý tưởng độc đáo của công ty Odin Wonder nhanh chóng thu hút sự chú ý tại hội chợ đồ ngọt chuyên nghiệp tại thành phố Cologne. Những khay test COVID-19 ngọt ngào được làm từ bánh marzipan, một loại bánh kết hợp từ bột bánh bông lan và bột hạnh nhân, món ngọt rất phổ biến ở châu Âu, được dùng kèm với cà phê hay trà chiều. Một thành viên trong công ty chúng tôi đã nảy ra ý tưởng độc đáo này, Stay Positive. Bạn có thể hiểu nó từ hai khía cạnh. Ta phải lạc quan lên trong giai đoạn này và phải hướng về phía trước để khởi động lại. Mọi người rất buồn cười khi nhìn thấy nó. Đó là điều quan trọng đấy. Hãy giữ trạng thái vui vẻ như thế. Những khay test này không thể cho biết liệu bạn có bị nhiễm bệnh hay không, nhưng chắc chắn nhiều khách hàng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nhờ nó. Những con thú hay vật nuôi bất ngờ trở thành ngôi sao trên mạng xã hội là điều thường thấy hiện nay. Lý do là người xem không thể không siêu lòng trước vẻ đáng yêu hay hài hước của chúng. Ví dụ như những chú dê lùn ở Lisbon, bang Maine của Mỹ với hành trình đi tìm lá cây. Video này đang gây sốt trên mạng xã hội do kích thước quá thấp. Những chú dê lùn Nigeria khó dễ tới lá cây. Vì chú nhà hàng sớm tốt bụng phải lấy tay đè cành để những chú dê này được thông mạng nhấm nháp lá xanh giữa trời tuyết lạnh. Giống dê lùn Nigeria ở Mỹ cũng như giống dê lùn Hà Lan và giống dê lùn ở Anh có tổ tiên trực hệ là dê lùn Tây Phi. Chiều cao điển hình của chúng là từ 30 đến 50 cm, nặng từ 20 đến 25 kg. Còn đây là một ngôi sao trên Instagram, cô gấu mèo tên Frizzy đang có 11.000 người theo dõi trên Instagram và con số đó đang ngày càng tăng. Frizzy hiện đang sống trong một đại gia đình chó mèo với người mẹ Mathilde Leininger, một bác sĩ thú y tại thủ đô Berlin, Đức. Frizzy gia nhập vào gia đình của chúng tôi hồi 3 tuần tuổi. Cô bé đã bị bắt rồi được thả ra trong tình trạng rất yếu ớt. Chúng tôi đã chăm sóc cho nó, nuôi dưỡng nó bằng sữa của mèo. Sự dễ thương và tinh nghịch của Frizzy cùng những người bạn cùng nhà đã làm tan chảy người dùng Instagram.
theo trong 60 giây. Cháy lớn ở huyện Bình Chánh, nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra. Triều cường dâng cao, người dân Vĩnh Long lội nước đi du xuân. Ngay từ mùng 2 Tết, lượng du khách đến Đà Lạt tăng đột biến khiến nơi đây quá tải cả người lẫn phương tiện giao thông. Do sau một năm khó khăn do dịch Covid-19, Đà Lạt năm nay là điểm đến lý tưởng được rất nhiều du khách lựa chọn. Theo dự báo, trong dịp Tết năm nay, Đà Lạt, Lâm Đồng sẽ đón hơn 80.000 du khách đến vui xuân. Không khí rất là tốt, rất là mát mẻ. Dịch vụ lưu trú thì nó cũng tốt, giá cả cũng ổn. Từ nay cho đến hết mùng 6, dự báo du khách sẽ tiếp tục đổ về Đà Lạt. Như vậy, tình trạng thiếu phòng cục bộ có thể xảy ra, giao thông ùn ứ ở một số tuyến đường và tại các khu điểm du lịch. Nhiều đoàn khách do không tìm được khách sạn đành phải dựng lều qua đêm bên Hồ Xuân Hương. Giá cả dịch vụ ăn uống cũng tăng nhẹ, nhưng phần lớn các hàng quán đều niêm yết giá bán, chưa thấy có tình trạng chặt chém du khách. Du khách đến Đà Lạt lưu trú bắt buộc phải có thẻ xanh vaccine, thực hiện khai báo y tế. Các khách sạn cũng sẵn sàng hỗ trợ du khách test nhanh COVID-19 khi có yêu cầu. Sáng nay mùng 4 Tết Nhâm Dần, các con đường dẫn đến Quán Âm Phật Đài, thành phố Bạc Liêu, giao thông cũng khó khăn do du khách khắp nơi đổ về đi lễ chùa, xin lộc đầu năm khiến khu vực này trở nên quá tải. Từ 9 giờ sáng, từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đến Quán Âm Phật Đài dài khoảng 12 km, hàng dài xe ô tô, xe máy khắp nơi đổ về khiến giao thông bị ùn ứ. Các lực lượng chức năng hết sức vất vả để điều tiết giao thông. Bên trong khu vực cổng tam quan của Quán Âm, du khách choáng ngợp vì một biển người chen chân để vào viếng Phật Bà. Thậm chí nhiều người không đeo khẩu trang, vẫn vô tư chen lấn vào thắp nhang. Còn tại Vĩnh Long, vào sáng nay, do triều cường dâng cao, khoảng 800 mét đường trên quốc lộ 53 chìm trong nước sâu, có đoạn ngập sâu gần nửa mét. Do mực nước lên cao vào giờ cao điểm khoảng 7 giờ sáng nên rất nhiều phương tiện lưu thông không được. Nhiều người đi chúc Tết du xuân đã gặp khó khăn, nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày qua mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu lên rất nhanh và ở mức cao, gây ngập tại các khu vực trũng thấp. Trong 3 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người. Toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ. So với 3 ngày cùng kỳ Tết Nguyên Đán Tân Sửu, giảm 6 vụ, giảm 7 người chết, giảm 4 người bị thương. 3 ngày qua, trên đường bộ, Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương đã phát hiện xử lý 3.145 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng, tạm giữ 12 xe ô tô, hơn 1.100 xe máy và tước 210 giấy phép lái xe. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý gần 400 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là 1.360 trường hợp, qua hệ thống giám sát trên các tuyến cao tốc cũng phát hiện 364 phương tiện vi phạm. Một vụ cháy lớn kéo dài nhiều giờ đã xảy ra tại một nhà dân ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đến hơn 12 giờ trưa nay, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại từ vụ cháy. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2, người dân phát hiện cháy bên trong căn nhà nằm ở hẻm C6, đường Sư đoàn 9, nên báo cơ quan chức năng. Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, quần áo, khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng. Khi cơ quan chức năng có mặt chữa cháy thì ngọn lửa đã bùng phát mạnh. Đến gần 2 giờ sáng ngày 4 tháng 2, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã làm một phần căn nhà đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Vụ cháy cũng làm một số nhà dân liền kề bị ảnh hưởng. Người dân cho biết thời điểm xảy ra cháy, căn nhà được khóa trái cửa, bên trong không có người. Ngày 4 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Tô Trọng Tính, 24 tuổi, về hành vi giết người. Trước đó, vào ngày 1 Tết, giữa Tính và Phạm Tiến Tỉnh, 21 tuổi, xảy ra mâu thuẫn nhau tại một quán nhậu. Qua mạng xã hội, hai bên thách đố hẹn gặp nhau. Rạng sáng ngày 2 Tết, Tính mang dao ra quán nhậu ở phường Nguyễn Nghiêm để gặp Tỉnh. Sau đó hai bên lao vào đánh nhau. Tính bị đâm trọng thương và đã tử vong sau khi đưa đi cấp cứu. Đối tượng Tô Trọng Tính đã bị công an bắt giữ sau đó. Trước đây, người dân ở Phú Yên đã phát hiện thi thể một nam giới mắc kẹt trong bãi đá trên biển ở Mũi Điện. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc. Khoảng 12 giờ trưa nay, người dân đi qua bãi biển Mũi Điện thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thì phát hiện một thi thể nam giới bị mắc kẹt trong bãi đá. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.
Theo ghi nhận, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là bãi biển có nhiều đá. Nạn nhân đã chết trước đó nhiều ngày, thi thể bắt đầu phân hủy. Được biết, trước đó vào ngày 31 tháng 1, có một nam du khách tắm biển tại đây và bị nước biển cuốn trôi mất tích. Những đội nào sẽ đoạt huy chương vàng tại Olympic mùa đông Bắc Kinh sắp diễn ra? Mời quý vị cùng xem tiên đoán của hai chú gấu trúc panda ở sở thú Moscow Nga. Để chọn ra đội chiến thắng, hai chú gấu trúc Như Ý và Đình Đình sẽ chạm vào những cột trụ hình nón có màu cờ đại diện cho các đội tuyển quốc gia. Trụ nào ngã xuống được xem là những đội đoạt huy chương vàng. Để công bằng, không có kẹo hay vật dẫn dụ nào được đặt trong các cột trụ. Kết quả, những chú gấu trúc đã chọn cờ của tuyển Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức. Vấn đề còn lại là kết quả này sẽ được kiểm chứng ở Olympic sắp tới. Và những hình ảnh dễ thương về hai chú gấu trúc cũng đã khép lại chương trình chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai vào lúc 6:30 để cùng cập nhật những thông tin thú vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.